được giờ chị gọi quá tới tiệm nữa. Ờ. Đâu coi coi giá. Nhưng mà người nghỉ trưa ấy. Giá trà hạt sen là nhiêu? 411 trăm đào bê quận 5. Xin đất coffee. Trời quận 5 lượng xa lắm em. Đó thì chị giao đến đây không có bỏ đá. Hỏi cái size lớn. Vậy là mình đặt size lớn hả? Là size nhỏ. Size nhỏ 45. 45. Lỡ không đi. Chuyển khoản thì một sao? 100 ly là 5,2 triệu. Chuyển khoản đúng không? Bây giờ chị giảm theo 50%. Chị dạ mình có xe vậy mà. 2 triệu. Đó, chị dạ chứ được không có xe. Rồi không xe luôn thì lâu lâu vô đây em mời cho em tham gia 3 mùa rồi chứ mời ai hết. Dạ em mời bên chương trình khác. Thì đó không mời bên Bảy Nụ. Trong khi Bảy Nụ quá thương em mời 3 mùa rồi. Thôi vậy thôi em cũng mời lại 5 triệu. Dạ không mất nữa. Ủa? Không mất nữa. Vừa nói 5 Không 5 triệu. Không có nãy chị mới nói 50% là em cũng ướm ướm vô người rồi đó. Hôm nay là quán ế á. Thì từ sáng giờ từ 9 giờ tới giờ là mấy giờ 4 giờ là mới bán được có 1 triệu à. Mà trang trí Noel rồi gì là hết 160 triệu rồi. Mọi người thấy khi nào mới gỡ thì vô. Là em là gỡ được. Đó. Em mới gỡ được vô. Mỗi ngày là chỉ có mơ ước là bán được cỡ khoảng 100 ly thôi. Mà đó em chỉ coi là 100 ly rồi. Ngày hôm nay là chắc nghỉ sớm. Mấy bé chắc không nữa. Anh 2. Chris nha. Mẹ mọi người là cảm ơn anh Chris nha. Bởi vì Chris đã giúp cho quán của mình đạt chỉ tiêu 100 ly một ngày. Nhưng mà cái số 2 á chị có lừa người ta giống vậy không? Lừa người ta hết rồi em ơi. Tại vì em là bị lên sóng truyền hình á. Nên giờ chẳng lẽ em mình thì gọi là streamer nổi tiếng nữa. Ai mà hot bằng em không? Trong đây tất cả mọi người không ai hot bằng em. Không ai kiếm tiền bằng em. Chris có kể với lại Ngô Kiến Huy là hả? Một tiếng bạn ấy livestream là 1 tỷ. Hay chị nói hơi quá hết quá luôn. Nói trước có 1 triệu, 2 triệu à. Một tiếng Chris làm thì có 1 triệu, 2 triệu. Mà trong khi mấy chị em làm đó là một ngày từ 9 giờ sáng cho đến 10 giờ đêm luôn mới được có 1 triệu rưỡi. Không bằng 1 tiếng của Chris. Nhà buồn vậy. Nên phải cố gắng buôn bán cà phê, cà pháo này nọ. Nhưng mà vô tới đoàn á thì giờ chẳng lẽ mình không mời mọi người thì cũng kỳ. Thì mình mời số trước rồi số này cũng vô cái scale là sẽ bao mọi người luôn. Chị sẽ ủng hộ cho em 1000 view. 1000 view luôn. 1000 view YouTube có 1000 đồng chứ. Thôi em trả tới 5,2 triệu lên chị. Có vậy thì chị bớt em 200. 5 triệu chả có cũng được. Rồi chị chịu luôn tiền ship qua đây. Rồi bán 100 ly rồi, ship đi chứ. Mấy đứa 100 ly trả tiền cho chị. Trả tiền cho chị chứ. Chị lấy của trợ lý của em luôn. Ủa chứ chị tưởng mấy bé là giữ tiền cho em. Chứ chị sợ em không chuyển khoản. Cái chị cũng lo. Cái đứa con ở nhà em còn có tiền vậy. Cho em số tài khoản đi. Thì cha cháu mất. Chứ tài khoản cũng lỡ nó hôm qua. À, mượn anh Luật đi chứ anh Luật có sẵn tiền. Anh không có tiền mặt ở đây. Có à, không, vợ anh đi quay một ngày, vợ anh cho 500 ngàn. À, vậy là anh hụt 500 ngàn đúng không? Không, phải hồi sáng thôi, anh xài hết rồi. Anh sáng có xài gì đâu, trong sáng khi anh là mua đồ ăn sáng. Ăn sáng là ngon lo. Sáng mua đồ ăn sáng. Ăn trưa là anh Giang lo. Nước là em lo. Đó, bởi vậy mới có một bài hát may mà có em đời còn dễ thương đó em. Quán của Ninh Dương Ngọc là ăn được phút số 411. 411 Trần Hưng Đạo B quận 5. Ngay góc Châu Văn Liêm và Trần Hưng Đạo, một tòa nhà lớn thật lớn, đó là khu phức hợp. Thì tầng trần là khu cà phê của Ngọc, còn các tầng trên là búp bê Nhật Hàn. Và ở trên tầng trên cùng có nghĩa là Six Rooftop là bia sân thượng. Đó, thì anh Luật sẽ mời tất cả mọi người qua đó để ăn thịt thiên đúng không? Mọi người khi đến quán của Lan Ngọc nhớ đọc pass ông chú Giang Manh và cô cháu may mắn là sẽ được giảm 30% tiền nước. Ngọc sẽ trừ vào tiền của anh Luật sẽ chuyển khoản lại cho Ngọc.
Ngọc cảm ơn mọi người rất là okay, quan trọng. Anh đang quay quảng cáo một cái loại trà, một cái loại thức uống rất là bổ dưỡng. Si đắc phúc. Ăn được phúc, ăn được phúc, si đắc phúc. Tôi có chất lượng, bạn có sức khỏe. Là một cái loại nước uống rất là ngon, mà tiếng luật gọi là sự tin tưởng tuyệt đối cho cái loại thức uống này từ người em Ninh Dương Lan Ngọc. Ninh Dương Lan Ngọc đã mở một cái quán này để chiêu đãi tất cả mọi người trong anh em. Tại vì... Nhưng mà cái này em trả tiền mà. Thì em trả, anh đâu nói. Nhưng mà sao anh nói là chị Ngọc chiêu đãi gì đâu. Chị bắt em trả tiền. Chị bắt em là 52.000 một ly, nhắc kỹ luôn, 100 ly là 5.2 triệu. Mà hả, lúc đó còn dụ em nữa, nói giảm 50%, em giặt 100 ly đi, coi như có 50 ly với nhiêu, nhưng mà không có. Chị ăn hết. Đúng là những đứa nói đạo lý thì sống như gì các bạn. Không, còn rất cái chuyện ai trả tiền không quan tâm, nhưng mà quan tâm nhất là cái chất lượng nước rất là ngon nha các bạn. Cái này là nước gì anh? Nước này là nước trà hột sen. Hạt sen giùm em cho sen tổng. Ok, trà hạt sen. Thôi quay giùm mà bắt bẻ quá. Trà hạt sen rất là ngon nha mọi người. Mình uống, mình đừng có nuốt liền các bạn. Mình uống, mình nhấp nhấp, mình cảm nhận. Có một cái vị béo nhẹ của kem nè. Vị ngọt thanh của đường phèn. Đó, chất trà thì trà ở đây nó không có đậm. Nó nhẹ lắm, cho nên những cái người nào mà không quen uống trà là có thể uống được nha. Ủa, mà sao quay bên anh Luật tới khui mà quay bên Rick Sát đó là sáng luôn. Đúng là người trả tiền tốt sáng. À, trà này không ngon đâu mọi người ơi, trà không ngon. Trà không ngon. Các bạn nhớ ủng hộ chị Ngọc nha. Chị em, địa chỉ 411 Trần Hưng Đạo B, quận 5. Trần Hưng Đạo B, quận 5. Ngay góc ngã tư Trần Hưng Đạo và Châu Văn Liêm. Trà không ngon đâu mọi người. Ôi, sao tự nhiên sáng anh lại rồi kìa. Trà ngon đó hả? Trà rất ngon. Trà hạt sen rất ngon, hạt sen rất là bùi nha. Ăn nó mềm mềm, phải gọi là chất lượng. Tôi có sức khỏe, tôi có chất lượng, bạn có sức khỏe. Còn tôi có sức khỏe thì chắc chắn bạn phải có chất lượng rồi, đúng không? Đúng không? Đúng rồi, ok mọi người. 411 nha mọi người ơi. 411 Trần Hưng Đạo B. Trần Hưng Đạo B, ngay góc Trần Hưng Đạo và Châu Văn Liêm nha mọi người. Có khu vui chơi dành cho trẻ em nữa, có tàu lượn siêu tốc, hồ bơi nữa. Siêu tốc, hồ bơi. Và đặc biệt có cả một rạp chiếu phim, chỉ toàn là chiếu phim của Ninh Dương Lan Ngọc không mọi người. Bất ngờ chưa? Hãy đến Si Đắc Phúc nha. Tôi có chất lượng, bạn có sức khỏe. Nào mọi người ơi, Si Đắc Phúc number one. Nào cùng nhau uống trà Si Đắc Phúc. Rất là ngon mọi người ơi. Hãy uống đi, uống đi, uống đi. Ok em, 4 ly nữa cho anh. Chris mời. Em mời á. Em chị đã không cầm điện thoại thì có người quay. Nhưng mà thôi, nói chuyện lấy thôi. Thôi em. Thôi, chị đâu chị, camera ở đây mà. Chị có lấy tiền đâu, chị có lấy tiền em đâu. Ủa nhưng mà em thấy chị gửi tin nhắn qua số điện thoại gì đó. Phục vụ nước, không cách phục vụ nước. Ủa, mình còn quay TVC quảng cáo cho Si Đắc Phúc cơ à? Ôi, không phản ứng gì mạnh mẽ cả. Lên hình, lên hình, ngớt, lên hình. Lại đi ạ. Chưa nè, không chị. Ủa, em nghe mắt rồi, lại đi được không? Thế một lần á, chồng, thế một lần. Dạ. Một lần cuối cùng thôi ạ. Vậy tự ghép luôn đi ạ. Chị đọc lên trước một hai triệu. Khó quá. Dạ mời mọi người lên lấy nước ạ. Mời mọi người anh trả nợ ạ. Trả nợ ạ. Gì ạ? Nợ nước của team Luật Luật. Dạ dạ. Và bé Christmas. Mời cả nhà uống.
4 ly em phục vụ, còn 96 ly còn lại mời mọi người lên đó lấy ạ. Không, không, xin với anh, xin với cái ly á. Bán giùm em coi à. Quá em bé quá chị. Cầm ly không? Dạ có cầm ly với anh em, lại một cái cầm ly anh ơi. Mình có thể đông chuyện tập dụng gì mà dồn dồn lại giùm em. Rồi, chị ơi nha. Chị ơi. Ok ạ. Cảm ơn ạ.